Lan xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai thành viên của Liên hội Tuổi Trẻ để cùng thư chuyện với quý vị về hội chợ Tết sắp tới, 2018 sắp tới, cũng như là chương trình tuyển lựa Hoa hậu của San Diego. Trước hết thì chào em Tammy Lu, em là Pageant Coordinator, tức là em sẽ phụ trách về chương trình tuyển lựa Hoa hậu. Và bên cạnh đó là Vina Võ, cô sẽ là Tết Festival Director, tức là người lo tất cả mọi việc trong cái hội chợ Tết sắp tới. Trước hết chào Vina và Tammy. Xin chào chị Vân Anh. Vina, xin chào quý vị. Năm nay là Vina là Director của hội chợ Tết năm 2018. Chúc mừng Vina. Cảm ơn chị. But I'm actually not the only one running the festival by myself. I do have a partner. He's not here today with us, but his name's Andrew Tran, and I'm glad to have him as a partner because I don't think I can do it all by myself. Vâng, thưa quý vị, Vina vừa cho chúng ta biết là Vina là người director, tức là người trưởng ban tổ chức trong hội chợ Tết ngày hôm nay. Và bên cạnh đó đó thì Vina cũng có một người cùng đồng trưởng ban tổ chức với Vina, đó là Andrew Tran. Và cô, một lần nữa cô Tammy Lu bên cạnh Vân Anh, cô sẽ lo về trách nhiệm về cuộc thi Hoa hậu, phải không Tammy? Yeah. Tammy có thể cho biết tí xíu là tại sao năm nay Tammy lại ra giữ cái chức vụ đó? Dạ, khó nói không chị em? Hồi 2-3 năm trước em cũng có thi Hoa hậu. Oh wow! Thì em thấy là chuyện thi Hoa hậu là chuyện rất khó cho nhiều người tại phải lên sân khấu rồi nói chuyện gì nói chuyện cho khán giả và em hồi đó em cũng đâu biết làm makeup đâu đúng rồi thì cũng khó thì bây giờ thì mình làm xong thì mình thi là mình học hỏi nhiều lắm. Và Tammy thấy là rất là vui cho nên muốn kêu gọi các bạn cùng tham gia trong năm nay thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết cái chương trình thi Hoa hậu sắp tới đó thì chúng ta nói về cái hội chợ Tết sắp tới chút xíu ha. Vâng, thưa quý vị, thấm thoát lại một cái Tết nữa. Chúng ta đang bước tháng 10, tức là tháng 9 âm lịch, là khoảng còn 3 tháng nữa là Tết. Và các em trong Liên hội Tuổi Trẻ đang bắt đầu ráo riết chuẩn bị rất là, phải nói là cực khổ cho cái hội chợ Tết sắp tới được tổ chức rất là quy mô. Năm nay thì cái hội chợ Tết như thế nào, Vina có thể cho biết? Thời gian cũng như địa điểm có gì thay đổi hay không? So this year we want to focus a lot on bringing some changes into the festival because in previous years we have had always like the same structures and cultural village. This coming year we want to, you know, take out the old and bring in some new ones. So that's what you guys will be seeing with this coming year. There will be new structures, displaying, you know, showcasing just our cultural roots, what our history had carried over the years. Also, I want to focus on having like a children's area because, you know, when I was growing up, you know, that was a big thing for me during my childhood. Mm-hmm. It was the one thing I always looked to, was going to these festivals and just participating in the games that that festival had. So therefore, for this year, that's what I want to focus on. I messed up. Wow, thưa quý vị, cô Vina Võ, cô là trưởng ban tổ chức của hội chợ Tết ngày hôm nay đó. Cô cho biết là năm nay sẽ có rất là nhiều điều mới lạ, phải không Vina? Và nhất là trong cái làng Việt Nam, năm nay sẽ có thêm những cái mới lạ trong cái làng Việt Nam. Và bên cạnh đó, năm nay các em sẽ focus vào, tức là sẽ chú trọng vào rất là nhiều những cái tiết mục dành cho trẻ em. Yeah. Thì mình thấy sao? Thì mình thấy là năm nay cái thay đổi như vậy đó là sẽ hứa hẹn một cái hội chợ Tết vui lắm hay sao? Dạ, năm nay cũng tại hội chợ Tết tổ chức vào mùng 1 tới mùng 3 Tết. Ngay ngày mùng 1 và mùng 3 Tết ha Vina ha? Yeah. Rất là vui. Dạ, nên mấy em có sẽ được tham gia mấy activity mà giống như hội Việt Nam, mình đi chơi, mình đi coi. Hồi nhỏ em cũng không có thấy mấy cái nó. Đúng rồi. Bây giờ. Cho nên là cái hội chợ Tết đó là cái quan trọng nhất là chúng ta cùng dựng lại cái cảnh Tết ngày xưa mà giống như các em sinh ra bên này, các em không có biết được cái khung cảnh Tết như thế nào. Vâng. Và thưa quý vị, điều đó cũng để nói lên rằng chúng ta cần phải hợp tác với các em để cùng tổ chức một cái Tết thật là quy mô và càng ngày càng có nhiều những cái tiết mục hấp dẫn hơn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì hai em Tammy và Vina lên đây để nói chi tiết về cái chương trình tuyển lựa
hoa hậu sắp tới, đó là Miss Việt Nam of San Diego. Thì chương trình giống như hàng năm sẽ được tổ chức ngay trong ngày hội chợ Tết. Thì Vina có thể nói chi tiết trong cái chương trình ngày hôm nay, cũng như là các bạn mà muốn ghi danh thì sẽ như thế nào? Tammy và Vina. Well, if you're interested in the Miss San Diego, Miss Vietnam San Diego, we are recruiting still for, you know, contestants. You can go onto our website at sdthet.com and click on the pageant area, and that's where it will lead you to the application. You can sign to be contestant on there. Phải có điều kiện khó lắm không mới ghi danh được hay sao? Không dễ lắm chị ơi. Thì mấy em nào 17 tuổi tới 25 tuổi, so 17 to 25 years old, you probably qualify because you're watching this channel. So you just have to be at least 1/8 Vietnamese and be able to understand at least some Vietnamese. 1/8 Vietnamese có nghĩa là gì Vina? 1/8 người Việt. Tức là không cần phải là thuần túy là người Việt nhưng mà phải có cái dòng máu Việt Nam ở trong đó thì các em sẽ được tham gia. Mà Tammy nói là từ 17 cho đến 25 tuổi. Dạ đúng. Và thể lệ thi anh như thế nào? Requirements. Có cần phải đóng một cái lệ phí gì đó hay không? Hay là cần phải có một cái lời hứa hẹn là phải làm việc như thế nào hay không? Và phải qua cái thời gian tập dượt như thế nào hay không? Có thể nói rõ ra. Vina. So we do ask for a $100 deposit, and that is just so that we can ensure your spot within the pageant and that you don't drop out. But at the end of the festival, when you know the competition is over, you will receive that $100 back. So we don't take any fees or any money aside from that deposit. It's completely free to register. It's to ensure that during practices. Wow, như vậy thì cái điều kiện quá dễ dàng phải không? Tammy với Vina chỉ có 100 đồng giống như deposit đó thôi, nhưng mà sau đó các bạn sẽ được lấy lại, sẽ được trả lại. Và trong cái thời gian mình đi thi như vậy, mình ghi danh như vậy thì tập giờ có nhiều hay không? Và nhiều khi các bạn muốn ghi danh mà cũng lo ngại đó, thì Vina với lại Tammy trả lời như thế nào? Tammy? Yeah, tập giờ. Well, we're hoping to have at least one practice every week. And that's going to depend on every girl on all the girls' schedule, so we'll figure it out once we have all the applicants. But it's about 4-hour practice each week, so we're not asking for too much, but we do want to make sure that you're prepared for the pageant itself. So practices, we are typically looking to start beginning of December, and that will lead into, you know, until we reach the weekend of the festival. And during that time, you will meet, we typically look about once every week for practice, and within those 3 to 4 hours, we have you guys do a portion of it for dance practice, and then after that, speaking, public speaking, coaching, dance. Tammy với lại Vina cho biết là các bạn mà ghi danh để mà tham gia dự thi để có cái giải hoa hậu cho San Diego, tức là Miss Vietnam of San Diego năm 2018, thì các bạn đừng có lo là các bạn sẽ được tập luyện và mỗi tuần một lần. Phải không? Từ 3 cho đến 4 tiếng. Phải không? Cho nên các bạn rất là yên tâm. Và giống như Tammy nói đó là cái experience, tức là khi mà mình đã vào mình thi rồi, cho dù mình không có được giải nhưng mà mình cũng nhận được những rất là nhiều niềm vui, phải không Tammy? Tammy có thể kể một chút xíu những cái kỷ niệm mà khi mà Tammy thi không? Có cái gì vui không? Well, it's really nice to get to dress up once in a while and just have an excuse to do that. But as I said earlier, I never knew anything about makeup. I didn't use makeup at all. And so it was kind of a learning experience. And also to meet all of these wonderful girls who are just, they're really intelligent and kind, and they're really fun to be around. And it's really nice to be able to just network with everyone as well. Và sắp tới thì thưa quý vị, bên anh cũng được biết là các em sẽ tổ chức một cái buổi mixer cho cái pageant, tức là cho cái chương trình tuyển lựa hoa hậu năm 2018 này. Thì Tammy có thể nói về cái mixer sắp tới là ngày nào, và trong cái mixer đó thì mình sẽ làm cái gì? Yeah, cái mixer là ngày 3 tây tháng 11. Thì 2 weeks from now about. Mấy giờ? Dạ 7 giờ. Địa điểm? Common theory. Common theory, yeah. Thì những người ghi danh, những người thí sinh ghi danh sẽ tới cái mixer đó hay là như thế nào? Những thí sinh đã ghi danh rồi sẽ tới, cũng như mấy người, mấy em nào đang suy nghĩ không muốn, không biết có muốn ghi danh hay không, có thể tới coi thử. Dạ, coi thì hy vọng mặt Vienna với Tammy. Và gặp mặt mấy thí sinh khác, nói chuyện rồi hỏi thì thắc mắc gì. Lúc đó là Vina với Tammy sẽ
nói chuyện làm sao mà các bạn ghi danh thật là đông, phải không? Cảm ơn là vậy. Trong cái buổi mixer đó, đó là mình nói chuyện với nhau rồi ngoài ra còn có những cái entertainment gì trong cái bữa đó không? Mixer đó. Just being at Commentary is already fun in itself. We're just gonna have a little spot in the back dedicated to, you know, all the Miss Vietnam contestants and those who are interested in coming. You guys can come out, gain more information, just to meet the girls. And that's where we're just gonna, you know, inform of you guys how the pageant is, what to expect, dates and whatnot. And then after that, it's just social bonding time. Wow. Vâng, thưa quý vị và quý vị phụ huynh cũng như là các em mà cảm thấy thích thú để ghi danh cho cái giải Hoa hậu Miss Việt Nam of San Diego năm 2018 sắp tới, tất cả những cái information ở trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc với Vina và Tammy để biết thêm chi tiết. Và cũng mong là quý vị phụ huynh sẽ khuyến khích các em tham gia thật là đông để cùng ủng hộ cho Liên hội Tuổi Trẻ tổ chức giải thi Hoa hậu năm 2018 thật là thành công và thật là đông. Phải không Vina? Và trước khi chia tay thì dành cho hai em có tất cả những cái lời kêu gọi như thế nào để giúp cho cái buổi thi Hoa hậu này cũng như là cái hội chợ Tết sắp tới? Các bạn và các em nào muốn tham gia vào cuộc thi Hoa hậu xin mời tới Mixer vào ngày 3 tây tháng 11 để gặp gỡ mọi người. So if you guys are interested in, you know, participating as a contestant for the Miss Vietnam San Diego, we welcome you guys to join us at the Mixer on November 3rd. It's going to be at 7 o'clock at Common Theory, and that's where, you know, we're going to have all the contestants that have signed up already, along with those who are interested. They're all going to be there. We're going to meet up and just kind of bond, get to meet each other. It's a little meet and greet. Show our faces, get to know one another, and then just discuss about pageant, like I had said previously, what to expect. Yeah, and after that, we're just gonna just have fun. Wow, vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Chúc cho các em năm nay thật là thành công, đặc biệt là cho chương trình tuyển lựa Hoa hậu Miss Việt Nam of San Diego năm 2018 với là thật là nhiều thí sinh dự thi. Cảm ơn Tammy, cảm ơn Vina và xin kính chào quý vị. Và một lần nữa mong là quý vị sẽ ủng hộ cho các em trong Liên hội Tuổi Trẻ để có chúng ta có một cái Tết cũng như là có một cái chương trình thi hoa hậu thật là trang trọng, thật là vui trong năm nay. Xin kính chào quý vị.